Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, mình ra vườn quay. Tự nhiên lại cao hứng lại muốn chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề. Đó chính là cái chủ đề rất là quan trọng. Thiếu nó thì cây khó rất là ra bông. Đó chính là chủ đề về lưới này các bạn này. Lưới lan treo lan làm sao để cho cây chúng ta nó ăn được ánh sáng nhiều, để cho ra bông đó. Thì trước mặt các bạn đó chính là một vài chậu hồ điệp mình trồng này. Mình đang test để xem phát triển nó tốt không. Rễ ra rất là mạnh, cây bên kia có bông rồi này. Còn cái này thì mình đang trồng vừa nó hết tàn này mình cắt đi và nó đang bắt đầu ra bông tiếp theo này. Nói về lưới thì các bạn là mình khuyên các bạn là chúng ta nên treo lưới xanh nhá. Treo lưới xanh ở độ giảm được 50% ánh sáng nhá. Thì cây của chúng ta ăn đủ ánh sáng thì lá nó sẽ hơi vàng vàng này. Lá vừa xanh và nó hơi vàng vàng chút xíu này. Nó tốt nhất nhá. Còn nếu các bạn mà treo mà ánh sáng không có ánh sáng ấy, lá của chúng ta nó xanh đẫm lại. Đen sạm lại đấy, thì tức là cái cây của chúng ta là cây thiếu ánh sáng. Lá nó phải được 50% ánh sáng qua cái lớp lưới này, nó không bị cháy, không có bị cháy lá. Và nếu cây của chúng ta mà không treo dưới lớp lưới, chúng ta treo ở trong dưới mái tôn hoặc là dưới gốc cây đấy, 100% là không tiếp xúc với ánh sáng thì cây của chúng ta nó rất là khó ra bông nhé. Nên chúng ta nếu không có điều kiện chúng ta mới phải làm như vậy. Còn nếu mà có điều kiện thì các bạn cứ treo lưới qua một lớp lưới như thế này giúp mình này, thì cây nó sẽ phát triển rất là ok. Bên kia nó chính là cây cây bà điếu xưa đấy, nó đang ra ngồng này. Thì mình treo lưới từ buổi sáng từ 6 giờ cho đến lúc 10 giờ đấy, là ánh sáng nó chiếu vào cái khe này này, nên mình phải treo một cái lớp lưới như này. Bình thường mình chỉ treo trực tiếp trên trời thôi, nhưng mà đây các bạn này, các bạn ấy kỹ chứ, thế mình treo thêm này, mình treo thêm để che cái lớp lưới này này. Bởi vì giờ lúc 10 giờ cho đến lúc 14 giờ ấy, ánh sáng nó chiếu rất là gắt, nó chiếu xuyên qua đây này thì nó sẽ cháy lớp lá của lan. Nên vì vậy mà các bạn phải treo qua thêm một cái này nữa. Ánh sáng mà từ 10 giờ cho đến 16 giờ nó rất là gắt, dễ cháy cái lan, nên các bạn phải che thêm một lớp này nữa để hạn chế nhá, hạn chế nhá. Đó, cây bà liễu xưa của mình trồng này, nó đen đôn nắng mà, nên vì vậy phải có nắng các bạn nhé. Đen đôn nắng là phải có nắng, tức là phải 50% ánh sáng ấy, chứ không phải là chiếu 100% đâu. Chiếu 100% là các em sẽ cháy lá đấy. Đó, bắt buộc là phải có qua một cái lớp lưới này. Không có lưới rất là khó ra bông các bạn ạ. Trồng cây có thể là nó vẫn sống đấy, nhưng mà nó rất là khó ra bông. Đây là chậu kem soda mình đang sưu tầm này, và mình trồng này, trước bị bom hàng đấy. Đây các bạn thấy rễ ra rất là mạnh này. Trồng được độ 2 tháng rồi. Ánh sáng rất là quan trọng nhé. Và cái khoảng cách các bạn treo lan từ mặt đất cho đến cây là rơi vào khoảng độ là khoảng 1 mét các bạn nhé. Chúng ta treo cái này chúng ta để hạn chế, ví dụ tránh những trường hợp như con ốc sên này này, nó ăn này, chúng ta treo sát quá này nó ốc sên nó ăn dễ lan. Ăn dễ lan nhé. Động vật nó chạy lại nữa, nó không có tốt. Nó va chạm vào lan của chúng ta là dễ bị hư hại. Và mà mình treo lên như này có một khoảng cách như này này, thì nó sẽ có gió. Những dòng đơn thân thế gió như là đai trâu chẳng hạn, hoặc là tam bảo sắc, quế đấy, nhạn đấy, thì chính là những cái dòng ấy nó có phải có dây gió nó mới ra được các bạn nhé. Cây rất là đẹp. Thì hôm nay mình nói qua cái nội dung là chúng ta phải nên biết. Chúng ta phải nên biết nhé. Lưới phải có ánh sáng, 50% ánh sáng. Cây có ánh sáng, cái lá của nó vàng vàng như thế này này. Đó, đây không phải là vàng úa đâu, mà vàng ăn đủ nắng đấy các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV của mình nhé. Thỉnh thoảng này mình nhớ là chủ đề nào thì mình sẽ làm cái chủ đề đấy để cho các bạn tiện theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.